Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình và ngay sau đây sẽ là những bản tin thế giới. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Mở đầu phần tin thế giới đến từ Hungary cho biết rằng quốc gia này đã chỉ trích Thụy Điển vì hành động cho phép diễn ra cuộc biểu tình đốt King Koran. Tờ Reuters đưa tin rằng Hungary đã lên tiếng chỉ trích Thụy Điển là dại dột vì đã cho phép diễn ra cuộc biểu tình đốt King Koran khi đang đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập vào NATO. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ là Mevlut Cavusoglu ở Budapest trong ngày 31 tháng Giêng, Ngoại trưởng Hungary là Peter Szijjártó cho biết rằng đốt cuốn sách thiêng liêng của một tín ngưỡng khác là một hành vi không thể chấp nhận được. Theo đó, bình luận của ông Szijjártó được đề cập đến việc đó chính là cảnh sát Thụy Điển trong ngày 21 tháng Giêng cho phép nhà hoạt động bài Hồi giáo Rasmus Paludan mang quốc tịch Thụy Điển và Đan Mạch tổ chức cuộc biểu tình tại Stockholm và đốt bản sao King Koran trước Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối việc Ankara chưa chấp thuận Thụy Điển, Phần Lan gia nhập vào NATO. Phía Ankara đáp trả bằng cách hủy chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pål Jonson và dừng việc đàm phán với Stockholm cũng như là những quốc gia khác về việc gia nhập NATO. King Koran là một văn bản tôn giáo quan trọng nhất của Hồi giáo. Hầu hết người Thổ Nhĩ Kỳ đều theo đạo Hồi và đề cập tới việc Thủ tướng Thụy Điển nói rằng hành động đốt King Koran được bảo vệ theo quyền tự do ngôn luận và ông Szijjártó chỉ trích phát biểu này là điều dại dột. Ngoại trưởng Hungary cho biết rằng nếu một quốc gia muốn gia nhập NATO và đang cố gắng giành được sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ thì quốc gia đó nên hành xử cẩn trọng hơn. Thụy Điển và Phần Lan vào tháng 5 của năm 2022 đã kết thúc hàng thập niên duy trì chính sách không liên kết về quân sự và đã nộp đơn xin gia nhập vào khối NATO. Các thành viên mới của Liên minh NATO cần có sự chấp thuận của tất cả 30 quốc gia thành viên. Thổ Nhĩ Kỳ phản đối do hai quốc gia Bắc Âu này chưa đáp ứng các yêu cầu của họ. Và điều này chủ yếu liên quan tới lực lượng dân quân người Kurd mà Ankara cho là khủng bố và chịu trách nhiệm cho âm mưu đảo chính đã xảy ra năm 2016. Thụy Điển có cộng đồng người Kurd lớn hơn Phần Lan và bất đồng nghiêm trọng hơn với phía Ankara. Sang qua Litva, bản tin cho biết rằng quốc gia này kêu gọi Liên Âu không tiếp đón phái viên của Nga. Hãng thông tấn AFP đưa tin Ngoại trưởng Litva kêu gọi các quốc gia Liên Âu không tiếp nhận các đại sứ Nga khi căng thẳng giữa vùng Baltic với mặt tư khoa đang gia tăng. Theo đó, Ngoại trưởng Litva Gabrielius Gangverius nói trong cuộc họp báo tại Riga rằng đón một đại sứ Nga ở bất kỳ thủ đô châu Âu nào đều không mang lại lợi ích gì. Ông cũng nói thêm rằng trong hầu hết các trường hợp thì đại sứ quán Nga ở Liên Âu không còn là cơ quan ngoại giao mà là một cơ quan tuyên truyền, che đậy tội ác chiến tranh và thúc đẩy chương trình nghị sự diệt chủng. Litva đã hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga cũng như trục xuất đại sứ Nga tại quốc gia này vào tháng 4 của năm ngoái và cũng liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine. Tuần trước thì Estonia tuyên bố sẽ trục xuất đại sứ Nga trong động thái ăn miếng trả miếng với Nga sau khi phía Điện Cẩm Linh yêu cầu đại sứ Estonia về nước. Bộ Ngoại giao Estonia đã đăng trên Twitter rằng chúng tôi theo nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ với Nga. Và người này cũng cho biết thêm rằng đại sứ Nga sẽ phải rời đi cùng thời điểm với Estonia và dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 7 tháng 2. Latvia là một quốc gia ở vùng Baltic cũng cho biết rằng sẽ trục xuất đại sứ Nga để thể hiện tình đoàn kết với Estonia, đồng thời rút đại sứ của họ khỏi mặt tư khoa. Theo đó, căng thẳng giữa các quốc gia vùng biển Baltic và Nga leo thang nghiêm trọng trong thời gian qua. Tổng thống Litva là ông Gitanas Nausėda trong ngày 30 tháng Giêng cũng đã kêu gọi tổ chức NATO nên dừng thiết lập các lằn ranh đỏ và cung cấp mọi khí tài mà Ukraine cần, trong đó có các loại xe tăng cũng như là hỏa tiễn tầm xa. Sau qua Ukraine, bản tin cho biết rằng Tổng thống Zelensky tuyên bố tiếp tục cải tổ để chống tham nhũng. Theo thông tấn xã Reuters đưa tin, Tổng thống Ukraine ông Zelensky khẳng định sẽ tiếp tục cải tổ đội ngũ quan chức cấp cao và ai không tuân thủ các điều này cũng như là những tiêu chuẩn nghiêm ngặt đều sẽ bị sa thải.
Theo đó, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết trong đoạn video vào ngày 31 tháng Giêng rằng hiện tại chúng ta đang trong giai đoạn tạm lắng việc thay đổi các vị trí, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả các bước cần thiết đã được thực hiện. Các quyết định sẽ được đưa ra và những người trong hệ thống không đáp ứng được những nhu cầu chính từ nhà nước và xã hội sẽ không được tiếp tục giữ ghế. Tuần trước, ông đã phản ứng với các báo cáo về tham nhũng trong chính phủ sau 11 tháng xung đột với Nga bằng cách sa thải hơn 10 quan chức. Ông cũng thề là sẽ không khoan dung cho những hành vi sai trái hoặc quản lý yếu kém. Ông Zelensky đắc cử tổng thống vào năm 2019 với cam kết thay đổi cách điều hành Ukraine và loại bỏ tham nhũng, vấn đề phổ biến trong xã hội quốc gia này trong thời kỳ hậu Liên Xô. Và cũng trong tuyên bố mới nhất của mình, tổng thống Ukraine cho hay là chính quyền của ông cũng đang lên kế hoạch cho những thay đổi như là một phần trong nỗ lực đẩy nhanh đàm phán để bảo đảm tư cách thành viên của Liên Âu. Ukraine sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Liên Âu vào ngày 3 tới tháng 2. Và gần đây nhất, Thứ trưởng Phát triển Cộng đồng Lãnh thổ và Hạ tầng Ukraine đó chính là ông Vasyl Lozhinsky đã bị bắt và cách chức với cáo buộc nhận tiền để bật đèn xanh cho một hợp đồng mua thiết bị và máy phát điện cao hơn giá thị trường, trong khi quốc gia này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu điện nghiêm trọng vì hạ tầng năng lượng đã bị Nga tập kích. Sang qua Peru, bản tin của chúng tôi cho biết rằng quốc hội của họ không đạt được sự đồng thuận về bầu cử sớm. Theo các nhà lập pháp Peru, trong ngày 31 tháng Giêng cho biết rằng lại một lần nữa họ không đạt được thỏa thuận về việc tổ chức cuộc bầu cử sớm vào năm 2023 nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình bạo lực kéo dài trong nhiều tuần qua, đã đẩy quốc gia Nam Mỹ này rơi vào đình trệ. Theo đó, trên mạng xã hội Twitter, tài khoản chính thức của Quốc hội Peru thông báo phiên họp toàn thể bị đình chỉ và sẽ được nối lại vào ngày 1 tháng 2. Quốc hội của Peru ra quyết định trên ngay sau cuộc thảo luận vào ngày 31 tháng Giêng về đề xuất bầu cử sớm. Trong khi các nhà lập pháp thảo luận thì những người biểu tình cũng đã tập trung tiến hành các cuộc biểu tình mới ở khu vực trung tâm của thủ đô Lima, chỉ cách tòa nhà quốc hội vài dãy nhà mà thôi. Trong ngày 29 tháng Giêng thì Tổng thống Peru đó chính là Dina Boluarte đã tuyên bố sẽ thúc đẩy cải cách hiến pháp và cho phép tổ chức vòng bỏ phiếu đầu tiên vào tháng 10 và vòng 2 là vào tháng 12 nếu quốc hội không thông qua đề xuất tổ chức bầu cử sớm. Theo đó, quốc gia này đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị xã hội nghiêm trọng kể từ ngày 7 tháng 12 của năm 2022, khi tổng thống của quốc gia này lúc đó là ông Pedro Castillo đã bị quốc hội phế truất và bắt giữ, mở đường cho bà Boluarte lên đảm nhận chức tổng thống lâm thời. Những người ủng hộ ông Castillo yêu cầu bà Boluarte từ chức và tổ chức các cuộc bầu cử mới. Họ đã xuống đường biểu tình phong tỏa các tuyến đường cao tốc. Điều này làm ảnh hưởng tới hoạt động vận tải cung cấp lương thực, nhiên liệu và các loại nhu yếu phẩm. Khoảng 50 người, trong đó có cảnh sát, đã bị thiệt mạng và hơn 500 người bị thương, cũng như có hơn 320 người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình vào những tuần qua. Tổng thống Boluarte đã hối thúc quốc hội nên hành động để chấm dứt tình trạng nói trên. Vào tháng trước thì các nghị sĩ tại Peru đã đồng ý là tổ chức bầu cử sớm vào tháng 4 của năm 2024, tức là sớm hơn 2 năm so với luật định. Tuy nhiên, trong bối cảnh làn sóng biểu tình không có dấu hiệu lắng dịu thì Tổng thống Boluarte đã đề xuất bầu cử trong năm nay để có thể lấy lại lòng tin của người dân. Cũng theo kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu Peru, 73% số người được hỏi cho biết muốn cuộc bầu cử được tổ chức trong năm nay. Sang qua Trung Quốc, bản tin cho biết rằng quốc gia này đã ngăn cản phóng viên của hãng thông tấn CNN lấy tin COVID-19 tại nông thôn. Thưa quý vị, gần đây phóng viên của hãng thông tấn CNN chính là cô Salina Wang, thường trú tại Trung Quốc, và nhóm công việc của cô đã đến thăm một ngôi làng ở Quý Châu cố gắng tìm hiểu tác động của dịch bệnh COVID-19 ở vùng nông thôn. Tuy nhiên, ngay từ khi họ đặt chân tới đó thì họ đã bị ban tuyên giáo của Trung Quốc theo dõi, đồng thời ngăn cản người dân địa phương trả lời phỏng vấn. Theo đó, tháng 12 của năm 2022, đại dịch COVID-19 đã bùng phát ở Trung Quốc. Ngay cả dữ liệu của Trung Quốc cũng cho thấy rằng quốc gia này chỉ có khoảng 900 triệu người so với dân số 1,4 tỷ người. Không chỉ các bệnh viện trên toàn quốc quá tải mà số liệu tử vong cũng rất đáng báo động. Gần đây, nhiều phóng viên truyền thông nước ngoài đã đến thăm Trung Quốc và chứng kiến các lò hỏa thiêu tại đây chìm ngập bởi xác chết. Tuy nhiên, cũng có thông tin cho rằng phóng viên nước ngoài đã bị chính quyền theo dõi và cản trở khi tác nghiệp tại quốc gia này.
Điều này khiến thế giới bên ngoài rất khó nắm bắt tình hình dịch bệnh chung tại Trung Quốc. Theo cô Selena Wang, điều đáng nói là khi nhóm phóng viên của cô đến làng Đại Lợi thì đã có 6 viên chức chính quyền địa phương chào đón trong quạt kép và theo sát nhóm của họ, giám sát nhất cử nhất động của họ. Cô cho biết rằng có ít nhất là 4 người trong số họ đặt phòng trong cùng một khách sạn của chúng tôi hoặc gần đó. Dù tôi dậy sớm thế nào, họ vẫn đợi ở sảnh và đi theo khi thấy chúng tôi đi xuống cầu thang. Mặc dù Trung Quốc cố gắng che giấu sự thật về dịch bệnh và số người tử vong, thế nhưng bên ngoài vẫn phát hiện ra rằng số người bị gạch tên khỏi hộ khẩu ở nhiều nơi vẫn tăng vọt và số người tử vong ở các vùng nông thôn đã đẩy doanh số bán quan tài lên rất cao. Trong ngày 19 tháng Giêng, thì tờ Bloomberg cho biết rằng trong dịp Tết âm lịch, mỗi ngày ở Trung Quốc có 36.000 người tử vong vì Covid-19, còn số này đã trở thành một trong những giai đoạn nguy hiểm nhất của đại dịch tại đây.